Rồi, hết cô Đồng Tháp chào tất cả toàn thể các anh em đam mê chim cảnh nha. Thì bữa nay là mình đi Cà Mau về đó anh em. Bây giờ mình cũng đã đóng mấy cái hộc cho khách xong rồi anh em ơi. Đây, hộc này thiện chút xíu nữa là khách lấy anh em. Đây là chiếc hộc 12 con ha. Ngang 4 con lên 3 con anh em. Đây là hộc ép bổi ha. Đó, 12 con. Full phụ kiện nha anh em. Anh em về là chỉ có thả con chim vô là xong ha. Còn đây là bịch cống nè. Cống đây thì mình cũng đã cất cho anh em xong hết rồi ha. Đây thì về nè. Anh em chỉ có việc gắn vô là xài đó anh em ơi. Nang thì rất là dày nha anh em. Nang có 6 ly nè. Lỗ cống nhét còn không vừa nữa nè. Ở đây mình cắt rồi nha anh em. Đó. Đó là khi mà anh em vô chim là anh em khỏi sợi sảy ha. Đó. Anh em vô chim rồi là anh em khỏi sợi sảy, tại vì cống này mình đã cắt hết cho anh em rồi, cho nên anh em khỏi sợ. Mà tại thường thấy mấy anh em ấy á, mấy anh em bỏ vô trong cái lồng xong á, là cái chỗ này nè anh em không cắt á, mấy anh em không cắt cái chỗ này á thì cái kẽ này nó rất là thưa, con chim nó sẽ dễ bị sảy. Còn đây là mình đã cắt rồi ha. Thì đây là mình chỉ gắn vô điển hình cho anh em xem ha. Đó. Đây là full phụ kiện anh em, cống đồ là hết đầy đủ hết ha. Còn đây là cái dĩ gút anh em, mình ở sát lộ cho nên là xe nó hơi ồn, anh em thông cảm nha anh em. Đây là cái đáy gút phân ha, đây là cái đáy gút phân. Thì khi con chim nó đi phân xuống rồi thì anh em chỉ có cầm cái miếng này là anh em đi rửa thôi anh em, rửa rồi cho nó sạch ha. Đây đó. Đây mình không có đóng cây lên đây cho anh em ha, không có đóng cái cây lên đây nha, không có đóng cái nẹp lên đây. Nếu mà đóng cây nẹp lên đây thì anh em xài thời gian nếu như là đi rửa giết á là cái cây nẹp nó sẽ bị hư, cho nên là mình không có đóng nó, mình để y vậy nè thì anh em sẽ xài mãi mãi luôn nè. Đây là đáy rút phân rời hết nha anh em. Thì đây nè, đây mình rút ra ha. Ở dưới này là cũng có đáy nha anh em, ở dưới này cũng có một miếng nha, không phải trống gì đâu nha. Đây nè anh em, đó chim của anh em về đi phân thì anh em chỉ rút ra thôi ha. Đây là cái hộc 12 con nha anh em, mình quay điển hình cho anh em xem ha. Cống thì là full phụ kiện thì cứ về là anh em cứ bỏ chim vô thôi, cống kiết là đầy đủ hết. Còn chiếc hộc này thì chút xíu người ta lấy, khách lấy anh em. Còn chiếc hộc này là giờ mình chuẩn bị gửi xe ha. Hàng này là cái hộc này là Vĩnh Long anh em, còn cái này là đi Tây Ninh ha. Đây đi Tây Ninh, hộc này là hộc 9 con nè anh em. Đây là chiếc hộc 9 con ha. Thì nó cũng y như vậy anh em, thì cũng cống thì anh em cũng cứ gắn vô y như vậy thôi, đặt full phụ kiện mà ha. Đó đây nè, đó anh em cống thì anh em cũng cứ gắn vô y như vậy đó. Đây là bồi cống mình ấy cho khách rồi nè anh em. Thì cái này là chuẩn bị gửi xe ha, này hàng này đi Tây Ninh nha anh em. Thì nào anh em muốn lấy cống ra thì anh em cứ lấy y vậy là xong. Ok, đây cũng có đáy gút phân nha anh em, cái này là mình bắn băng keo rồi ha. Hàng này thì gửi xe, còn hàng này thì khách lên nhà lấy ha. Đây nè, dĩ đáy gút phân nè anh em, phân gời hết ha. Đó, để quay cho anh em xem nha. Cái 9 cái 12 anh em ơi, anh em nào muốn đóng thì alo. Này là ép bổi tại nhà nha anh em. Ở đây là mình tính diện tích của nó là mình đo anh em, là của nó là 13, có nghĩa là 13 sâu ha, 13 13 14. Nhưng mà nếu mà đo lọt lòng á thì nó sẽ hơn nha anh em, đo lọt lòng thì nó sẽ hơn ha. Thì ở đây mình đọc đại nó là 13 13 14 anh em, nhưng nó chắc có lẽ là nó sẽ là 13 14 14 á, học lớn lắm anh em. Ép được chè thang nha anh em, từ chè thang trở xuống ha, còn bự nữa thì em không bảo đảm nha.
không bỏ bự nữa thì bỏ vô nó hư đuôi rồi thôi, chứ nói chung là từ chè than trở xuống anh em ơi, bỏ chè than vô chắc là ok được rồi. Để quay cho anh em xem còn học này đang chuẩn bị gáp nữa nè. Đây học này thì đang gáp ha. Đây này cũng là học 9 con nè anh em, mình chuẩn bị gáp ha. Đó, bữa nay mình gáp cái học này xong thì ngày mai mình sẽ gửi cho khách anh em. Thì nó dính vô thứ bảy chủ nhật, dính vô thứ bảy chủ nhật thì tuần sau khách mới lấy được. Rồi bye bye anh em nha, chúc anh em ngày thứ sáu thật tràn đầy hạnh phúc ha, thành công trong công việc nha. Rồi bye bye anh em nha.